À, chào anh em, mình thanh lý giùm bạn ba cái máy nè mình. Máy này bị cây này á, đẹp lắm, bị lỗi. Cây bót 18V nè. Lỗi chạm motor nha anh em, mình biết. Cái này mình biết, mình nói với anh em nghe vậy thôi. Chạm motor thì nó ăn dòng cao đó, mình chỉ test thôi nha, nha anh em, phải có đồ pin yếu rồi. Tại nó chứ chạy là nó hư nha. À. Đó, mình test đảo chiều á. Búa rồi còn đầy đủ nè. Nói chung à. Nó chạy chậm lắm. À, cái motor 3 pha nó nằm ở đây nè. Và ba sợi dây đó nó có thể nó chạm như vậy, nó ăn dòng cao một cái ha, đẹp lỗi pin luôn, bán gồm cả cục pin này luôn cho anh em 18V 4A. Rồi với cái này nữa, máy mài này chưa có mở à, nó đang hơi bị cọ ro chút. Cái máy mài này thì chắc là anh em dễ xử rồi, chỉ cần chỉnh dàn cơ khí rồi thôi. Để mình thử quay cho nó nhẹ để coi nó nặng cỡ nào không? Ok. Giống hư nhông quá nè, để mở cái đầu ra luôn. Con này thì mình chưa có mở luôn. Này nó xài gì đây, mốt nó chế máy mài thôi cũng khác người nữa. Có cái gì đây nè, mở ra luôn coi có hư nhông hay gì không. Nó thấy nhộng đây nó nối vô bản này vậy nè. Rồi, để mình thử bằng không vậy chứ ha. Rồi mình ráp lại mình thử cho nè. Thấy cũng nhẹ nè. Rô từ nó mạnh đó. Hơi cọ anh em ơi, sống mà cọ nè ha. Đó, vậy là thì cái đầu này nó làm cơ chế gì đó, cơ chế chống trượt cái gì ha. Quay lạ quá nè, đâu có đâu nhẹ đây à. Trong này nhẹ đây à, vậy là cọ ro rồi. Mình đã thử sống rồi nha, thử sống giờ mở ra luôn coi nó còn cái gì.
mất T10 nữa. Thử cho anh em là chạy rồi nha, mà tại vì nó bị kẹt cho nên mình không có quay thấy nó nặng nặng á, mình không dám bấm nhiều nè. Chưa mở ha, bây giờ mình mở ra nè. Máy mài không than luôn nha. Mình sẵn gì mình bóc là đầu tiên mình coi luôn thì cái công tắc, cái rô đây, cái rô bị kẹt, có cái này đánh là sạch nên không vấn đề đâu nha. 500 nó mạnh lắm, thằng bót 500 mạnh lắm, lấy đầu cầm mới rút ra được đó. Kho rô đạn không bị gì hết, họ ru quay trên đây nhẹ nhàng ha. Ok, nó không có lỏng lưng luôn mà cò ru nè. Hai cái ụ bạc đạn cũng còn nguyên nè. Có thể là cái này nó định vị nó bị cái gì đó, mình rờ có ba vớ không luôn. Cái cò đây miếng nè, nhìn thấy hơi bóng bóng ở phần này, cạnh bên đây xíu. Cái này anh em mấy anh em làm nguội lại xíu à. Cò cạnh này làm nguội cái phần đó thôi, còn cái rô thì nó chuyển động thì mình không nên đụng tới nó anh em. Cò xíu ha. Con này xài đá thông dụng luôn nên cũng dễ nha, đá mình bình thường đây nè. Còn xài ngóc này đây chi, mình xó vô để quên. Xài các người mấy này khác chiếu này. Cảm giác được độ nhông nhẹ nhàng đó, nó chỉ có vậy thôi, vấn đề chỗ đó. Máy mài bót thì tính ra lại rẻ, máy mài mà người ta cái thân máy không đó là 2 triệu hơn à, và bót này cái giá xuất xưởng nó mắc hơn nè. Có điều nó ở đây Việt Nam mình có thể là người ta xài mài guitar nhiều quá, người ta không muốn đổi dòng khác thôi. Mình xử lý cái này thì hai cách á, nếu mà xử lý trên cái này thì mình phải mài khéo, mà mình nghĩ là làm cái kia tốt hơn. Tại sao nó bị lệch, nó cọ ta, nhìn vỏ thì không thấy dấu hiệu cấn gì,
có thể là mấy cái dấu cấn này nó làm cho cò nè. Có khớp không? Có khớp. Bên đây. Bên này là không có khớp. Khớp là gì nằm mé bên đây. À, tình trạng là máy sống nhưng mà bị chút vậy đó nè. Con này coi như sống ha, cọ rô con này bị lỗi motor, cục pin thì đang tốt rồi, mình không có sạc thôi nhưng mà pin còn điện, tốt.